trời nóng vậy hả? Hình như hôm nay trời nóng hơn mọi ngày phải không chú cô? Đúng rồi, đang mùa nắng nóng mà Kem. Nhưng mình là robot mà, mình không thấy nóng. Bạn xuống thiệt đó. Tới giờ chiếu phim hoạt hình rồi, mình xuống nhà coi đây. Kem, bạn đi mà không tắt quạt à? Mình đâu cần dùng quạt. Thì cứ để đó, lát nữa mình lên xài tiếp. Nóng như vậy, vừa coi phim vừa ăn kem là số 1 luôn. Bạn lấy kem ăn mà không đóng cửa tủ lạnh đó. Mình quên. Nhưng mà tủ lạnh mở ra, hơi mát sẽ lan ra mát nhà chứ có sao đâu. Trời đất, tủ lạnh mở ra như vậy sẽ rất tốn điện đó. Sao mà bạn cằn nhằn hoài, y chang mẹ mình luôn. Chú cô giống mẹ, vì chú cô nói đúng đó. Con đã không tiết kiệm điện rồi mà còn trách ngược lại chú cô. Con có biết thời tiết nắng nóng như vậy thì điện càng thiếu không? Chắc mẹ chỉ tiết tiền thôi, chứ điện ở đây dây điện giăng khắp nơi, làm sao mà thiếu được. Ủa sao lại cúp điện ta? Mẹ quên đóng tiền điện nên bị cắt điện rồi đúng không mẹ? Trời nắng nóng, người ta dùng điện nhiều quá nên quá tải, rồi khô hạn không đủ nước làm điện nữa. Điện không đủ phân bổ từng nhà nên sẽ bị cắt luân phiên từng ngày các khu phố để tiết kiệm điện đó. Nên nhiều khi á, có tiền mà cũng không mua được điện đâu con. Vì không có điện nên mẹ không nấu cơm được. Tụi con ăn đỡ cơm hộp đi nha. Trời ơi sao mà nóng quá. Bạn càng hoạt động nhiều, càng than vãn thì sẽ càng nóng đó. Bạn xài đỡ quạt giấy đi nè. Mình sẽ ăn kem cho đỡ nóng. Kem cũng bị chảy hết trơn luôn rồi. Nè, con đừng có mở tủ lạnh ra nữa. Cúp điện lâu quá, coi chừng đồ ăn trong tủ lạnh hư hết đó. Chán quá, không có tivi để coi. Có gì đâu mà chán, bạn chơi với mình nè. Quá trời đồ chơi luôn, đâu cần đến điện vẫn chơi được. Tụi mình chơi quẳng tù tì đi. Kem ơi, con lấy sách vở ra học bài đi con. Mai con có bài kiểm tra đúng không? Dạ, lại phải học bài trong nóng nực. Nóng quá đi mẹ ơi. Con ngủ đi. Mai con còn làm bài kiểm tra ở trường. Mẹ quạt cho con khỏi bị mũi chích đó. Nhưng mà mẹ cứ quạt như vậy thì làm sao mẹ ngủ được? Mẹ là người lớn, mẹ ráng một đêm chắc không sao đâu. Mai con làm kiểm tra nên cần ngủ để tỉnh táo. Dạ, điện quan trọng thiệt á mẹ ha. Con cứ nghĩ điện là vô tận, không bao giờ hết được chứ. Đúng rồi đó con. Nếu con và mọi người không sử dụng tiết kiệm điện thì sẽ mất điện luôn, không có điện để dùng đâu. Có điện rồi mẹ ơi, mừng quá. Từ nay con sẽ sử dụng tiết kiệm điện, mẹ yên tâm nha.